chiều, hy vọng Mỹ Tâm đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn. Ủa, Tâm tưởng ngày mai chứ, Tâm chưa kịp chải tóc nữa. Thật à, Mỹ Tâm suông mà mềm mại lắm mà. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em. Giới thiệu dầu xả săn siêu hiệu quả lâu dài. Cái săn siêu như cha chiết xuất thiên nhiên, hãy dùng sau mỗi lần gội để tóc bạc mềm mượt và dễ chải hơn mãi đến lần gội sau. Mỹ Tâm sẵn sàng chưa? Rồi, Tâm lúc nào cũng sẵn sàng mà. Với tóc mái xuân đẹp, mình luôn sẵn sàng.